ខ្ញុំបង្កើត file មួយថ្មី new file ខ្ញុំ save វាណាខ្ញុំដាក់ថាអីគេ test3.html ណាពេលយើង design ដល់3ត្រូវណា save អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត file ណាបាទចុះនេះចំណងជើងដាក់គ្នានេះ test 3ណាបាទខ្ញុំដាក់ h1 test 3 ok បាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម save ឲ្យខ្ញុំសូម run file បន្តិចលទ្ធផលចេញមកហើយបាទណាចេញមកណាបាទអញ្ចឹងត្រូវធ្វើគេយើងធ្វើលំហាត់នេះមែនទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង CSS ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត file CSS មួយមែនទេ file new ហើយខ្ញុំ save វាដាក់ថាមិនអីហ្នឹង test3.css ដែរមកតើណាអញ្ចឹងធ្វើមួយទៀតយើងត្រូវ link CSS ចូលមកមែនទេយើងត្រូវ link CSS យើងនេះដាក់ទៅណាដាក់ចូលក្នុង HTML អញ្ចឹងតម្រូវទូទៅនេះ link ធ្វើមួយខ្លះ link យើងឃើញណា link ណាអីគេនេះ test3.css បាទណា save បាទអញ្ចឹងនៅលើ CSS យើងវាយគេនេះ add char set អញ្ចឹងហ៎ char set utf.8 ណាអូខេ save តោះអញ្ចឹងតមកទៀតធ្វើអីគេធ្វើប្រអប់នេះហ៎ប្រអប់នេះមានវិតទេមានហាយហ៎ចាំចេញពី CSS ទៅជាង CSS មកធ្វើអីគេនេះយើងបង្កើត class មួយមកឧទាហរណ៍ថា class box ណា class box ណាបាទ width man មកថាយកវា 400px កពស់យកវាប៉ុន្មាន 300px ចុះណាបាទ save ជាងយើងហៅគេទៅប្រើអីគេមិញ d class box បាទនេះនេះក្របបកស្គាល់ហ្នឹងណាក្របបកមកព្រះហ្នឹងញៀបកាលស៊ីអេមួយនេះមានវិតប៉ុន្មានមានហាយប៉ុន្មានដាក់ប្រពន្ធតើណាបាទប្រងចេញហ៎អត់ចេញយើងមើលរិះសាយគេរិះសាយវាអត់មានតើមាន background ណាដាក់ background ចូលមក background color យកពណ៌គេក្រហមណា save save ណា save អញ្ចឹងពេលវារំជែកគេហ្នឹងពណ៌ក្រហមយើងនេះអានេះ width man កពស់ man នៅតាមនេះបើយើងយកវា5600 save run បាទ refresh មកឃើញហ៎បាទមានអក្សរក្នុងហ្នឹងហ៎ arm developer សេរណាអក្សរយើង html នេះ hi am developer save run save run វាបាទចេញមកណាបាទយើងមើលទៀតអក្សរយើងពណ៌អីគេពណ៌គេអក្សរយើងពណ៌លឿងអញ្ចឹងដាក់ពណ៌អក្សរកន្លែងណា css យើងណាវានៅណាអក្សរហ្នឹងក្នុង class box ជិះចូលមក color ពណ៌អីគេ yellow ណា yellow save ប្រាំម្ដងទៀតចេញហ៎បាទអក្សរណាចំកណ្ដាលនេះណាបាទចំកណ្ដាលយើងយកគេនេះ text align center text align center នេះគឺអញ្ចឹងណា text align center គឺវាឧទាហរណ៍ថាអានេះប្រអប់យើង text align center គឺវាកណ្ដាលពីឆ្វេងមកស្ដាំតើណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាថាពេលយើងរ៉ាន់មកវាត្រូវដល់ឡាកណ្ដាលឆ្វេងមកស្ដាំតែពេលចង់ឲ្យមកកណ្ដាលចំកន្លែងនេះនេះប្រើវិធីមួយរសារវាគេនេះវាមានតែមកជួយមែនណាចេះយើងប្រើប្រូបទី1ឡាញហាយកពស់វាម៉ាន300មែនណាអញ្ចឹងឡាញហាយដាក់ម៉ាន300មកអញ្ចឹងវាស្មានចំកណ្ដាលនេះយើងហីតើណារសារវាមានតែមកជួយអាចប្រើឡាញហាយនេះបានតើពីជួប្រាត់បាននេះណា
ta nè mà chú bà lành hai bàn chẳng bị chọn cái gì chọn cả đài chứ hay gì vô lên này nè nhưng xong đồ phôn sai mùi tiệt score phôn sai ấy phôn sai cái phôn sai phôn sai nà nà chè phôn đỏ sai phôn sai yên màn mà tham đại vì sao sớp thị ấy sêu rằng ấy cái phôn sai tùm húm à sò mùi tiết cười ghê phôn đỏ vệ bố bố nó cái phôn vệ cầm ra bộ ní dương á bật chữ bá này á thế á toàn thế nào bà chân tà đá tê ná score cái score vịt đấy score high score background score color này color bỏ so ná tích ở lãnh kia kia nắng cứ rồi nhờ so màu cả đá bị chuyên màu này cả đá bị lại nhẹ màu ná đập bê lãnh hai vô bê rối là mấy cái nắng đồng bê đi chăm cả đá bọc nhẹ mình dùng vô bê rối để sai kế để xa hai cái màn bê rối đại smart đáp án á chẳng phân sai cái phân sai tụng không mà so gì hay cái phân vệ phân vệ nó cầm đá đi á bà chứ như mới tiết nó khoai tiết đi hình cao mày nè ê mình bỏ đơ mày nè bỏ đơ á và toàn trung bình chạy đạp toàn trung bình nhé bà đã tam ná bỏ đơ ấy kế happy thì ai cho nó solid blue một bộ tọt á solid nó tọt đi chọc khỉ á chọc khỉ border pph hả mẹ đã hả ô vị ô vị cái bố lên chẳng error bị lơ đi mà này chẳng mẹ đã đó cảm xe rằng và nè à solid nó style của tọt về thì chọc thì vì miền trẻ vì miền das à nó nâng style của tọt về nó mà das s e d nè anh đá trẻ đá này cứ một của tọt nó cứ cái nó đặt đặt á nó một của tọt trong vậy chẳng á solid nó chọc đá việc pram mày mắm sale run mà đón tiền á run chạy như thế chưa bị cao nghe không phải cao nè để chăm ăn nó cao ok nè đại kế border đỏ máu ra đi nhiều việc mà phay thì anh tới chân này tha bị cao mà là nắng bị cao mà phay phay toàn đấy chân trong đạm mùi thôi mà vậy mơ profile picture của Facebook mà anh ở lời mình mưu lắm cảm ơn hình chồng mà lời mưu mưu lắm cháu đã mưu thôi mà vậy cháu đã mưu từ bố lãng thử thử ai kế và ốc dưỡng tới chiếc grê dần anh ấy phụ mùi hỏi anh ấy bây giờ tới grê nữa cho ra đi màn phụ mùi hỏi đài chẳng phụ mùi hỏi đài với tây cái nắng và ốc tới chiếc grê ấy toàn ấy thử áo tới chiếc grê dần hay border rõ đi nhẹ vô màn hạ sấp thì rồi mình này tha chống khẳng ní vì cao hạ sấp thì rồi chống khẳng ní vì cao hạ sấp chống ní cao hạ sấp ní cao hạ sấp anh ấy đã bị vừa mùi rồi đẹp máu để sao anh ấy bị vừa mùi rồi nữa lại đã bay bay rồi bán rồi thông minh lắm bay bay rồi mình đang thông bị bạc mờ xe rồi cao mù lên toàn đấy nè bạn nên anh bạn nên nhột đọc thiệt rồi mình thấy nắng mình tha đi cao khoảng nít đọc thiệt rồi anh ấy đọc anh ấy đọc anh ấy đọc chân vô mình hạ sập thiệt rồi máu mình thấy nắng mình tha đi cao khoảng ná cao khoảng nít hạ sập anh ấy hạ sập anh ấy hạ sập sắp từ mùi vào đây tôi nè còn thật vô lắm bọn thời kia thời tư chỉ có rỉ sân nè bà tư chỉ có rỉ cao mặt chân gì nè thể sạc xe nó đinh mũi tiền nè đạo mũi niềm máu nó mày có cá thay nè bà đi bà ọp mũi nè chắc nhôm bà cá khang mũi mẹ viên nè chắc nó lơ ấy thì mới là này anh em hai mày lơ đi mày anh em bà cá khang mũi nè bị thiện bị hò nè
chả đi ăn vô ấy, ở vô vịt đi mà, vịt đi vô vì ụt hò thà mà rồi mà phơi thịt ạch ná, bây giờ nó phơi cái blue cái này, bà đi vô mà, background color blue, sale, chứ những hai ô prao, vì cao đó nè, vì nó bị cao ở bọc đi ná, bị cao, vì nó bọc pi không nên chết. Ta nè chân lên lên 18 ở dưới nè điêu khai ghế BTN khai dưới mình nè sau đó cho mà ta click me save run đó ok nè run chân mà nè hai mạch dối nè vô tập viết tập ba này ta nè cập bố mạch dối anh ấy cập bố nhóm dối nè ta nè nhóm và hai mươi thiết kỳ nhóm dối cập bố hề anh nhớ điều của pu hay đi nhá bà dùng với chanh má bao nhiêu nè thế nào nè nè má nè à so boy ghế po so mày nè đã đã po so đã lại nè color vài chân sale hả rằn chắc mà so nó bị po po so rồi ti tăng với nè nơi trong cả đá bọt nó mày nè cả đá thu mà giá nặng thay cả lái center sale run nó không nè bạn nè bạn chắc vì hình hình tích nè vì ập chân nghề bạn nè chắc vì hình hình tích hình nè chắc những ai thở pending chui về pro thêm đi một hai nữa pending nhưng do việc đập prom ph chân cái nào pending là prom ph chân mình đây tha à và off nữa vì đi từ lớp đọc pram thì x đi mà cầm đọc pram đi mà chơi đọc pram mà xem đọc pram à so trong cái đá mà refresh nè khơi nhé vô hai nhưng mà bạn sẽ à so trong cái đá nhưng thật vỡ là anh hai mà toàn thiệt toàn đấy chúng vô pending vô mà toàn đấy vô pending vô mà còn đấy đây cái loại nữa và chắc là anh ấy thì hiện cái này hiện cao mà nè cao thứ mà giữ cao thứ mà nè border đại là mở và đi như vậy còn vậy thì ai chấn đi cao mà giờ này sale run chứ như score heading nữa mình đang score heading cái nè còn đấy cái nó heading nó bỏ cái hỉ cho hỉ lơ đọc thẻ chơi cho đọc thẻ cái phở padding bật con đến phở padding sạch chiêng bật bạc sợi to nè tại mình thay mùi với tiết khơi bỏ đi cho học nè tì nè à tên nào bây giờ nè cho học nè nè cho học nè nhưng cho nó bị hình clip nè mình hạ bỏ đi cho học nè chè nhưng cho nó bị clip nè bỏ đi cho học nè dù làm gì lại năng ấy chân ắt cho ai bị clip đi phở margin margin nè margin nè bỏ thì margin nữa nha bạn mình vừa một phay mà thì ai cũng để họ sale sale nè sale đang nọ cái này nhé người ta biết thiệt lớn như mà mán mà phay thì ai trên bị phê như mà mán mà phay thì cho mà chỉ nó đi khuyên chính buôn và ập mà thao với miền trống buôn trống kìa nga mùi thiệt nè đi kẻ nó phải ăn đi mà chín mán mà chín mà phay มีท่าดีดีคือเราจะเอาหนึ่งพายอันนี้มาพายอันนี้มาพายอันนี้มาพายตอนนี้มวยได้ไหมนั่งคลายเมื่อคืนดังเบื่อนะกบเลียเตี่ยกับห้องมาพายมีท่ากบเลียเตี่ยนี่กบเลียเตี่ยเลยเนี่ยอาจจะมีน้องมาพายบ่มีอันจะไปที่กบเลียเตี่ยนี่มาพายบ่มีอันนี้กบเลียเตี่ยนี่มาพายเองตอนนี้อันนั้นอันนั้นมาจินนะจะมีมินปีคนนึงมินแพนดิ้งให้มาจินก็จะล้อมปีนั่นนะอ่ะแพนดิ้งคือไอ้เก๋พอออฟเดี๋ยวนี้วีรีตอบนั่งวีรีจ้ะเดี๋ยวเลยบ่มาจินคือวีคลิปตีพอออฟมาพอออฟตอนนี้อืมมาเฟอร์จันนะต่อท็อปเคยดักจังยิ่งจังดักมาอือบีเลอเอาจริงสัญญาจากโอไดบ่าจัง
ដាក់មកពីលើគេពីលើប្រអប់ហ្នឹងមែនទេប្រអប់ហ្នឹងមួយណាប្រអប់មួយនេះតំណងនេះអីគេខ្លះ BTN មែនទេអញ្ចឹងលើ CS យើងណានេះខ្លះ BTN ណាដាក់អីគេហ្នឹង cursor pointer ណា cursor pointer ហ្នឹងវាថានៅពេលយើងដាក់មកពីលើចេញអញ្ចឹងណាបាទហើយស្អីយើងចង់ដាក់ទៅវាចេញពណ៌ដូរពណ៌តោះណាដូរពណ៌អញ្ចឹងដាក់មកពីលើអាហ្នឹងមែនទេអាហ្នឹងអីគេ BTN ខ្លះវាឈ្មោះអីគេ BTN មែនទេអញ្ចឹងដាក់ BTN មួយទៀតមកដាក់ H over ចុច2ណាហើយ H over អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលយើងដាក់មកពីលើខ្លះ BTN ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យដូរ background black មានន័យថាពណ៌អសទៅពណ៌អីគេនៅពណ៌ផ្ទៃពណ៌ខ្មៅតោះណាអញ្ចឹងការដែលសរសេរយើងដាក់ h over ពីមុខអញ្ចឹងចុច2ណាមានន័យថាពេលយើងដាក់មកពីលើ btn background វាទៅពណ៌អីគេខ្មៅហើយ color ដូរវាទៅពណ៌ yellow បានទេ file save អញ្ចឹងពេលយើង run មកតោះណា